Hello anh em nhá. Lại lên thì các bác và em siêu mẫu tiếp này các bác này. Em này đúng là người dài như Ngọc Trinh luôn các bác. Không kém gì con hôm qua, mà thậm chí là còn dài hơn con hôm qua. Nhưng mỗi cái là con chim này nó là con chim đuôi không xòe đấy các bác nhá. Nhưng mà đầu mặt rất là đẹp này các bác này. Người rất là dài luôn các bác ạ. Em này có một cái lông mơ ở lưng các bác nhá. Chim thì trên cả tuyệt vời luôn các bạn. Này, lắc lông lên thế này. Đẳng cấp chưa các bác? Người dài như cái thuổng luôn các bạn. Ô vừa lồng vẫn hot này các bạn này. Đẳng cấp kìa các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Mỏ vàng ươm các bạn ơi, nhìn mỏ này. Nói là hai em lọc được một đôi chim này ra nó quá tuyệt vời luôn. Con hôm qua và con hôm nay các bác nhé, không còn từ ngữ nào có thể tả được em nó bởi vì quá đẹp. Quá đẹp luôn, quá đẳng cấp. Đẹp không các bác? Anh em thấy em nó có dài không? Thank you.
đây chưa các bác? Cái giọng này em rất là thích nhá. Cao chọc trời luôn các bạn. À, các bạn này gối đầu à? Đường các bạn. Em lại xách lồng cho các bác xem nhá. À đây. Mỏi tay các bạn, mỏi tay. Nghe hay nhỉ các bác nhỉ, cái giọng này hay thật đấy. Các bác nhìn cái lông mơ của nó này. Ừ, rơi vào mặt luôn. Phần đến mức độ như vậy các bạn ạ. Thank you.
Này quay các bạn điện thoại hết pin thì các bạn ạ. Hiện tại em đang quay được 12 phút 20 giây rồi. Đấy, chắc nữa lúc nữa là em quay vào tầm 15 phút là khả năng em xin dừng thôi, nhưng còn con chim này hót ghê kinh khủng luôn. Giọng con chim này phải nói là quá phê các bạn. Thật sự là các bác mà kiếm được một em ngũ trường mà dài như này ấy, cực kỳ khó luôn. Hôm qua em kiếm được một con đấy, và lọc rất là nhiều chim, các bác nhé, mới được con này và cái con hôm qua ấy. Đấy, là hai con chim đấy là hai con chim lọc các bác nhé. Cái con hôm qua thì nó không thuần được như con chim này. Con hôm qua thì có một bác ở trong Sài Gòn đã lấy rồi. Còn cái con này hôm nay anh em nào mà lấy thì anh em alo cho em nhé. Nói chung là những con chim này không hề có giá hay giá trị rẻ, bởi vì là những con chim này, những con mẫu em chọn lọc, em mắt giá rất là cao các bác nhé. Em đang quay thì có điện thoại dở đến các bác nhé. Sẽ quay thêm khoảng tầm hơn phút nữa để lối vào cho tròn 15 phút. Không, các bác lại bảo em là như này như kia. Họ mi đẳng cấp số 1 Việt Nam luôn. Không thể kiếm được con thứ gần như là khó. Bán em này đi lấy tiền mua cái lồng mới, gọi cái lồng này hỏng hết rồi này. Gọi là hot rồi. Các bạn nha, clip cũng được khoảng 15 phút rồi. Em xin phép dừng clip nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá.